Vâng, em Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip này em Thanh giới thiệu một con hàng mới về. Con này là con CB900 Premium. Đó, ngày về nó là mùng 1 tháng 10 năm 2021 các bác. Rất là mới, đây là cái con nổi tiếng đời mới nhất tại thời điểm bây giờ. Thì ngay sau đây thì em Thanh xin phép được sẽ mở ra và review, mở nó trực tiếp để gửi tới toàn thể nha. Đây là cái clip mở kiểm tra ngoại thất nội thất của con đầu tiên mới về. Rồi. Cái phiên bản mới về này thì anh em có thêm một cái khá là hay. Đây là cái mặt trước của nó này các bác này. Nhìn thì nó cũng rất đơn giản, giống hệt cái mặt sau. Giống hệt cái phiên bản trước. Nhưng anh em được thêm một cái râu và một cái dây nguồn. Rồi, lắp dầu vào đã. Lắp dầu vào. Đấy, đây là phiên bản mới nha. Thì sau đây em thay sẽ chia sẻ nó có sự khác biệt gì gửi tới toàn thể các bác. Đây là cái con phiên bản mới nhất, mới ra được có mấy ngày thôi. Em định giới thiệu sớm hơn nhưng mà do nhiều cái việc nó bận quá nên là chưa kịp giới thiệu với anh em. Con này thì nó có một vài cái thay đổi khá là ok. Ok ở đây là gì? Nó giống như cái phiên bản T9 các bác ạ. Một cái gọi là cái thay đổi phải nói là ngoạn con nhà mục luôn. Thay đổi một cách ngoạn mục luôn. Ok, em đã kết nối với nó và bật điện lên này. Rồi, anh em thấy bật điện lên. Đây là đèn đóm. Khi có tín hiệu nhạc ấy, đèn đóm chớp chớp đẹp ảo nha. Rồi, đấy là về cái đèn. Sự thay đổi đầu tiên đó là về cái đèn. Nó là cái xuất hiện ngay trước mắt các bác đây. Nó là thay đổi về cái đèn. Đây là tắt nâng đấy, bật nâng, cái nút này cảm giác nó khôn hơn so với cái nút đặt trước. Đó, rồi. Nó vẫn có những cái bố trí cơ bản là giống với con đời cũ. Đấy, khác cái đèn này. Đầu tiên nhá, khác cái đèn. Rồi. Khác cái đèn là một này. Cái thứ hai nữa là anh em để ý này. Ở đây nó đã có gì ạ? Có thêm hai cái nút nhỏ. Thì ở đây em ấn thử. Cái này ấy, nó ghi nhả ra. Nó sẽ là tín hiệu Bluetooth và Optical. Ấn vào nó sẽ là tín hiệu có dây. Là CH12. Được chưa ạ? À, hiện tại là em đang kết nối bằng có dây này. Thì là khi mà tắt đi này thì nó sẽ hết đèn. Ấn vào nó lại có đèn, được chưa? Rồi tiếp theo ở đây ấy, còn một cái nút còn lại thì nó là Bluetooth và Optical. Thì anh em ấn thử này. Ấn chớp chớp, đây là Bluetooth này. Ấn cái nữa là Optical. Rồi quay ra xong cùng các bạn quan sát. Thì với cái phiên bản mới này ấy, thì nó đã có thêm một cái là đồng trục này. Tua xích này, gọi là cổng quang này. Và có một cái con dâu anten cho cái con gọi là Bluetooth. Thì ở đây nó có volume của Bluetooth này và có volume của cổng quang tích hợp ở đây luôn, ảo chưa. Có thể điều khiển được volume cổng quang và volume Bluetooth, hai nút nhỏ. Ngoài ra thì vẫn truyền thống là in-out là bằng hoa sen. Đấy, cho cả đường súp và cả đường đầu vào nhà. Thì nó có cả cái đường như cái con đời cũ. Được chưa? Rồi, giờ mở nó ra. Quan trọng là mở này ra để anh em cảm nhận, tắt nó đi đã, rút điện ra cho an toàn, tránh trường hợp không may xảy ra nó giật cho. Lúc đấy nó không biết kêu ai các bạn. Rồi, em sẽ mở con này ra thì coi như là em sẽ phá tem đi một con. Con này là sẽ là cái con hàng trưng bày. Mở trực tiếp cho anh em xem luôn. Cái sự thay đổi của cái con này ấy, khi mà các bác mở ra, em mở ra các bác sẽ thấy là cái gọi là cái khái niệm là giải mã và chuyển đổi, các bác sẽ thấy nó được phô bày ở trong cái con này. Nhiều anh em cứ bảo là
nâng tiếng đấu ở trên thì tivi cổng quang kết nối kiểu gì, thì đây bây giờ thì nó có rồi, nó có kết nối cổng quang rồi. Nó còn một con ốc ở đâu nữa, à một con ốc ở đây, con ốc ở đây phá cả cái tem to rồi luôn rồi. Đây vẫn là cái mạch của con TD xịn này, nhưng nó thêm, anh em nhìn này, nó thêm một cái bo này, nó thêm một cái bo gọi là lựa chọn. Đấy, bo chọn chế độ thì thay bằng cái nút ở trước vào có đèn đóm, thì nó thêm một cái bo này là một này, được chưa, và nó thêm một cái bo gọi là bo chuyển quang. Cái này nó là bo chuyển quang thực sự nhá. Cái bo này để mà so sánh với cái con T9 ấy, thì cái bò này vẫn không ăn thua so với con T9. Con T9 cái bò nó chất hơn một chút. Đấy, còn con nâng tiếng này nó vẫn được nâng cấp một cái bò như thế này. Đây là cái bò này có tính năng là cổng quang và cổng đồng trục và Bluetooth đều sử dụng vào cái bò này. Đấy, còn cái này thì em nói luôn là cái clip này là em cũng chưa có test nhạc, chưa biết là cái sự khác biệt giữa những cái đường tín hiệu quang học và những cái đường tín hiệu Bluetooth. Đấy, nó có ảnh hưởng nhiều đến con nâng tiếng này không. Vì con nâng tiếng này, cái điểm hay nhất của nó đó là cái đường hoa sen này thì đã được anh em tin dùng rất là nhiều. Những cái đường quang học và cái đường Bluetooth này em chưa có thử nghiệm, chưa biết là nó có hiệu ứng, nó có mạnh như cái con phiên bản cũ hay không. Nhưng khi cái nâng cấp này, một cái nâng cấp đó là cổng quang Bluetooth và một cái màn hình khác đi, nhìn có vẻ xịn sò hơn, được chưa? Nhưng cái giá của nó đã đắt lên 500.000, à nó đắt hơn 500.000, tức là gì ạ? Giá con này là 2.200.000 một con, các bác nhá, 2.200.000 một con. Còn con đời cũ của nó, tức là con CB800 ấy, nó chỉ có giá 1.700.000 thôi. Đấy, thì anh em hãy cân nhắc là thêm những cái công nghệ này bỏ ra 500.000 nữa, nhá anh em nhá. Đấy, hay là anh em mua một con chuyển đổi xịn sò giá 500.000. Ok, đấy cũng là một cái để anh em mình cân đối, đúng không? Cân đối là chọn như thế nào. Vì con này em cũng chưa có quá trình test đâu. Em test xong em sẽ báo lại với anh em là việc nó có thực sự nó có hay hơn đường quang, nó có hay hơn cái đường thường hay không với cái thiết bị của mình. Được chưa? Đó, thì em sẽ làm những clip chi tiết hơn để gửi tới toàn thể các bác nhé. Còn clip này chỉ quay thôi. Và báo giá cho anh em là con này giá của nó là 2.200.000 một con, và anh em sẽ được tặng dây jack kết nối. Đó, thì với cái cách này thì những anh em đó, đấu ở trên để nâng nhạc phải nói là sướng không còn gì để tả nổi, đúng không ạ? Đã có cổng quang, đấy, đã có Bluetooth không dây, rất là tiện lợi. Và hy vọng cái clip này sẽ được anh em đón nhận. Em Thanh xin phép kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.